What's up nào cho anh em, Tùng Chôn đây. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng mở bao một cái sản phẩm có cấu hình, đó chính là RAM 2GB và bộ nhớ trong là 64GB, nhưng có mức giá lên tới là 90 triệu đồng. Vâng, và các bạn không nghe nhầm đâu, đó chính là chiếc Microsoft HoloLens. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng mở bao cái sản phẩm này, cũng như là có những cái chia sẻ và trải nghiệm về một cái sản phẩm hết sức độc đáo như thế này. Và có thể nói nó là một cái trải nghiệm duy nhất ở trên thị trường. Và đó cũng chính là lý do tại sao nó lại đắt đến như vậy. Và mình cũng muốn chia sẻ với các bạn, đây là một cái sản phẩm kính tăng cường thực tế, chứ nó không phải là một cái sản phẩm kính thực tế ảo. Và chắc hẳn nếu như bạn nào mà chưa biết cũng như là chưa tìm hiểu kỹ thì các bạn sẽ dễ nhầm lẫn cái kính này với lại các cái kính thực tế ảo khác. Các kính thực tế ảo khác ở trên thị trường thì nó cũng có khá là nhiều mức giá bán khác nhau, nhưng có thể nói là ở trên thị trường không có một cái sản phẩm kính thực tế ảo nào đắt bằng so với lại cái sản phẩm Microsoft HoloLens này. Vậy thì tại sao nó đắt? Thì mình cũng muốn chia sẻ với các bạn một chút về sự khác nhau giữa VR và AR thì nó khác nhau như thế nào. VR hay chúng ta còn có một cái tên gọi khác, đó chính là thực tế ảo. Đối với lại những cái loại kính thực tế ảo thì nó sẽ mô phỏng cho chúng ta một cái không gian ảo nhưng mà theo xu hướng thực nhất. Có nghĩa là khi mà các bạn đeo những cái kính thực tế ảo ấy thì trước mặt của chúng ta là một cái màn hình hiển thị, và chúng ta sẽ nhìn thông qua cái màn hình hiển thị đó, và chúng ta có thể quay ngang, quay dọc, quay trên, quay xuống thì nó hiển thị trong không gian 360 độ. Và những cái gì hiển thị trên nó là hoàn toàn là ảo, nhưng mà nó được mô phỏng gần giống với thực tế nhất. Còn đối với lại công nghệ AR thì nó lại khác, nó sẽ là thực tế 100%. Ví dụ như là mình đeo cái kính AR này vào, hay còn gọi là tăng cường thực tế, thì mình nhìn thấy cái bàn thì nó vẫn là cái bàn, mình nhìn đằng xa xa kia vẫn là cái camera, mình nhìn ở bên này nó vẫn là cái đèn. Nhưng khi đeo cái sản phẩm này vào thì chúng ta sẽ có những cái lớp đồ họa khác ở trên cái không gian thực tế đó. Ví dụ như ở trên cái bàn này, các bạn đang nhìn thấy mỗi cái bàn không? Khi mình đeo cái kính này vào thì mình có thể gọi lên một cái ứng dụng, ví dụ mình mở Facebook này, mình mở trình duyệt web này, hay là mình có thể chơi một cái game nào đó ở trên cái bàn này, và nó sẽ là một cái sự kết hợp giữa thực tế và cái ảo. Thì chút nữa như thế nào thì mình sẽ chia sẻ với các bạn sau. Đây có thể nói là một cái thứ gì đó nó rất là giống với lại những cái bộ phim khoa học viễn tưởng, ví dụ như là Iron Man, thì các bạn có thể gọi cái trí thông minh nhân tạo ở trong đấy là Jarvis lên. Thì đối với lại cái này thì chúng ta cũng có trí thông minh nhân tạo nhưng mà đến từ Microsoft. Và có thể nói Microsoft HoloLens chính là cái sản phẩm duy nhất có thể giúp cho các bạn trải nghiệm được điều đó. Và cái sản phẩm này sinh ra là dành cho những cái nhu cầu cực kỳ đặc biệt, đó là đối với lại những người lập trình viên, hoặc là những cái công ty nghiên cứu về cái mảng AR hoặc là VR, hoặc là sử dụng những cái ứng dụng có thể kết hợp được với cái kính này, ví dụ như là làm nội thất hay là làm kiến trúc không gian gì đó, hay là những cái nhu cầu phức tạp hơn thì người ta cần sử dụng cái kính này. Và cái kính này không dành cho đối tượng người dùng phổ thông, chính vậy nó sẽ có một cái mức giá cao đến như vậy. Cũng như là việc ngay từ lúc đầu mình có chia sẻ đây là cái sản phẩm duy nhất có thể giúp cho các bạn có được những cái trải nghiệm hết sức là mới lạ. Chính vậy là những bạn nào mà không phải là người chuyên nghiệp cần sử dụng cái kính này nhưng muốn trải nghiệm một cái gì đó mới mẻ, nó khác lạ so với lại công nghệ thực tế ảo, thì chúng ta có thể mua cái này để trải nghiệm thực tế tăng cường nó là như thế nào. Tuy nhiên chắc hẳn là các bạn cũng sẽ không cần phải bỏ ra khoảng 100 triệu để mua cái kính này để có thể trải nghiệm được. Và ngay sau đây video này của mình sẽ mở hộp cũng như là có những cái trải nghiệm cho các bạn về cái kính này. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với lại phần trải nghiệm. Và cái sản phẩm này thì mình mượn ở bên Alpha PC, và cái sản phẩm này là cái sản phẩm demo, chính vậy là nó sẽ không có hộp và nó sẽ chỉ có một cái bao đựng và một cái kính như thế này thôi. Và khi mà các bạn mua thì 90 triệu đó thì các bạn sẽ được đập hộp các bạn nhé. Và ở đây thì nó sẽ có cái kính và cái bao, và bây giờ thì chúng ta sẽ mở cái bao này ra xem để xem là nó có cái gì. Đầu tiên thì mình sẽ chia sẻ về cái bao này. Thì như các bạn có thể nhìn thấy ở đây thì cái bao này được thiết kế giống như là một cái dạng kiểu hình quả trứng ấy, và nó sẽ là hai cái mặt vải, và cái chất liệu vải của chúng ta rất là cao cấp. Và ở đây của chúng ta nó sẽ có một cái quai được làm bằng da lộn, được khắc cái logo Microsoft ở đây. Cái phần xung quanh của cái bao này thì nó được làm bằng một cái chất liệu kiểu cao su ấy, rất là xịn luôn. Đây mình sẽ mở khóa ra cho các bạn xem. Đó, rất là xịn. Bây giờ mình sẽ mở nhá. Đầu tiên ở bên trong hộp của chúng ta thì sẽ có một cái khăn lau dùng để lau kính này. Tiếp theo đó là chúng ta sẽ mở cái ngăn bên trong này ra. Ở trong này có rất là nhiều phụ kiện. Đầu tiên chúng ta sẽ có một cái cục sạc đến từ Microsoft, và cái cục sạc này nó được làm một cái hình vuông, và cái bề mặt của nó được giả kim loại rất đẹp. Mình gõ gõ vào thì nó là nhựa, và cái cục sạc này nó sẽ có nguồn ra, đó chính là 5,2V và 2,5A.
Tiếp theo đó là ở bên trong này của chúng ta sẽ có hai cái sợi. Đây là hai cái sợi dùng để cố định đầu. Nó sẽ cố định đầu như này, chút nữa mình sẽ lắp vào cho các bạn xem. Ở bên trong này tiếp theo chúng ta sẽ có một cái dây sạc micro USB. Chúng ta sẽ có một cái điều khiển và cái này nó sẽ đóng vai trò là cái con chuột của chúng ta. Nó sẽ có một cái chức năng là click click, chút nữa mình sẽ biểu diễn cho các bạn sau. Và một phụ kiện cuối cùng ở trong cái kính này đó chính là có thể gọi là một cái hạt na. Nếu mà bạn nào mà đeo kính thì các bạn đã biết rồi, thì để cho cái kính nó tiếp xúc với mũi của chúng ta một cách êm hơn, đây là một cái phụ kiện để thay thế. Rồi, và đó là tất cả những gì có trong hộp của chiếc Microsoft HoloLens. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với lại cái phần chia sẻ về cái kính. Thì mình sẽ chia sẻ về thiết kế của cái kính này trước khi đến với phần trải nghiệm. Quay trở lại với chiếc kính Microsoft HoloLens của chúng ta thì đây, các bạn có thể nhìn thấy thiết kế tổng thể của cái kính thì nó trông giống như là một cái phần mũ bảo hiểm dành cho phi hành gia, nhưng mà nó lược bỏ mất cái phần vòm đầu đây. Thì nó sẽ chỉ như này thôi. Và cái trọng lượng của nó là khoảng tầm nửa cân. Khi mà các bạn cầm trên tay thì thấy nó khá là nhẹ. Tuy nhiên khi mà các bạn đeo trên đầu thì đeo một cái thời gian khoảng tầm là 30 phút thì các bạn sẽ thấy nó hơi mỏi một chút. Thiết kế của kính này thì mình có thể chia ra làm hai phần. Phần thứ nhất đó chính là cái phần cố định đầu, và phần thứ hai đó chính là phần cái kính của chúng ta. Đây là cái phần cố định đầu, thì ở phần trên này nó sẽ có một cái nút xoay. Chúng ta có thể xoay để điều chỉnh sao cho phù hợp với kích thước đầu của chúng ta nhất. Ngoài ra cái phần này thì nó sẽ có điều chỉnh được lên này, xuống này, rồi là tiến về phía trước, tiến về phía sau để điều chỉnh tiêu cự kính. Như vậy là chúng ta có 3 cái khả năng điều chỉnh. Và tiếp theo đó là phần thân kính của chúng ta. Thì đối với lại phần thân kính này thì nó sẽ chia làm hai phần. Thứ nhất là phần gọng kính và thứ hai là phần mắt kính. Đối với lại phần gọng kính của chúng ta thì ở bên tay trái thì nó sẽ có một cái phím nguồn ở đằng sau này, cũng như là ở phía trên nó sẽ là 5 cái đèn LED để thể hiện pin. Ở bên dưới sẽ là một cái cổng sạc cũng như là cổng truyền dữ liệu micro USB. Ở bên cái gọng bên tay phải của chúng ta sẽ là một jack cắm tai nghe 3.5mm. Và ở hai bên này của chúng ta sẽ là hai cái loa có màu cam cam như này, và khi mà các bạn đeo vào thì cái âm thanh nó sẽ truyền vào tai của chúng ta như thế này. Và ở hai bên gọng kính của chúng ta nó sẽ có hai cái khe lớn lớn như thế này, thì hai cái khe này sẽ giúp cho cái kính của chúng ta tản nhiệt, bởi vì là trong quá trình sử dụng thì nó sẽ hơi nóng lên ở hai cái phần này. Ở gọng kính bên tay trái của chúng ta sẽ là hai phím tăng giảm độ sáng, ở gọng kính bên tay phải của chúng ta chính là hai nút tăng giảm âm lượng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang cái phần chính của cái kính này, đó chính là cái phần mắt kính này. Thì ở phía trước các bạn có thể nhìn thấy là bên trái của chúng ta sẽ có hai camera, bên phải của chúng ta sẽ có hai camera, và ở giữa của chúng ta sẽ có hai camera. Như vậy tổng cộng trên cái kính này của chúng ta sẽ có lên tới tận là 6 camera. Và 6 camera này sẽ làm nhiệm vụ là quét không gian cũng như là dùng để chụp ảnh. Và cái chất liệu kính này của chúng ta được làm bằng nhựa, bởi vì là Microsoft muốn cắt giảm tối đa cái trọng lượng cho cái chiếc kính này, bởi vì cái trọng lượng nó đã lên tới là nửa cân rồi. Ngoài ra thì các bạn có thể nhìn thấy là cái phần kính này nó tương đối là dày. Tại sao nó lại làm dày như vậy? Bởi vì nó được làm dưới dạng kiểu là lăng kính, và nó sẽ hiển thị theo kiểu là ở trên này, nó sẽ ở bên trong cái kính này, nó sẽ có một cái máy chiếu và nó sẽ chiếu xuống. Và dưới cái tác dụng của lăng kính thì cái màn hình nó sẽ được hiển thị trước mắt của chúng ta. Và đó là cái mô tả sơ qua của mình. Còn nó sẽ hiển thị như thế nào thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần trải nghiệm Microsoft HoloLens trị giá 90 củ nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm Microsoft HoloLens trị giá 90 củ. Và đầu tiên trước khi trải nghiệm, mình muốn chia sẻ với các bạn là cái chiếc kính này nó sẽ chạy một cái phiên bản là Windows 10, nhưng mà nó sẽ được rút gọn và nó sẽ làm một cái giao diện của kính. Thì ở đây nó có thể hoàn toàn chạy được độc lập, nhưng mà mình đã kết nối với một cái chiếc computer để mình có thể stream cho các bạn xem, cũng như là quay lại cái màn hình để trên chiếc kính này nó diễn ra như thế nào, để cho các bạn có thể dễ hình dung được. Rồi, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau biến thành Iron Man khi đeo chiếc kính 90 củ này nhá. Rồi, mình bắt đầu đeo. Thì đầu tiên là các bạn phải điều chỉnh sao cho là nó phù hợp với đầu của các bạn nhất, và mình đã bỏ qua cái bước đó luôn rồi. Đây, đây chính là chiếc kính của chúng ta. Và mình có thể nhìn xung quanh 360 độ luôn. Đó, nhìn trên nhìn xuống này, và mình sẽ thao tác cho bạn xem này. Đây, mình sẽ thử mở cái menu của kính này cho bạn xem. Thì các bạn sẽ giơ bàn tay trước cái chiếc kính như này. Các bạn mở như này. Đó, một cái menu hiện ra. Và cái menu này có thể hiện bất kỳ đâu ở trên trước mặt của các bạn. Đây, ví dụ mình quay sang bên này, mình mở menu này như Iron Man luôn. Đó, mình sẽ tắt nó đi, mở chỗ khác. Tuyệt vời. Ví dụ như Iron Man thì gọi là Jarvis, nhưng mà đối với lại cái chiếc kính này thì nó có một trợ lý ảo tên là Cortana. Thì bây giờ mình sẽ thử gọi Cortana lên để cho các bạn xem nhé. Mình mở menu này. Hey Cortana. Đó, các bạn thấy đấy, trợ lý ảo hiện ngay trước mặt mình luôn, không khác gì Iron Man.
Và ở trước cái màn hình này các bạn có thể nhìn thấy có một cái chấm trắng, đó chính là cái con chuột của chúng ta. Và cái đầu của chúng ta chính là cái cách để di chuyển cái con chuột này. Và bây giờ mình sẽ mở lại cái menu cho các bạn xem này. Đó, và bây giờ mình muốn chọn nó setting thì mình chọn kiểu gì? Thì đây, mình sẽ click ngón tay xuống như thế này. Đó, các bạn thấy tuyệt vời không? Sau khi vào phần setting thì nó sẽ yêu cầu mình là đặt cái ứng dụng này lên trên một cái mặt phẳng hoặc là một cái không gian mà mình muốn. Mình muốn đặt cái phần setting này ngay bên cạnh cái phần máy tính này của mình, thì mình sẽ để như này. Đó, các bạn có thể thấy ứng dụng của nó luôn. Có nghĩa là ví dụ cái không gian làm việc này của mình đang chỉ có hai màn hình, nhưng khi mình nhìn sang bên cạnh thì nó sẽ xuất hiện thêm một cái màn hình thứ ba nữa. Rất là tuyệt vời phải không? Và bây giờ nếu mà mình không muốn sử dụng cử chỉ thì mình làm kiểu gì? Đó chính là ở đây nó có một cái nút remove này, thì mình có thể sử dụng giọng nói để thoát cái ứng dụng này. Đây, mình sẽ thoát cho các bạn xem. Remove. Rất tuyệt vời phải không các bạn? Đó, đó chính là những cái thứ mà chúng ta có thể làm với chiếc kính này. Và bây giờ mình sẽ biểu diễn sâu hơn nữa dành cho các bạn. Mình sẽ chạy thử một số cái ứng dụng cho các bạn. Mình sẽ thử chơi một tựa game nhé. Và cái tựa game này mình thấy rất là hay đối với lại cái chiếc kính này. Ở một cái góc quay, ở một cái góc nhìn của các bạn thì các bạn sẽ thấy mình hơi đần độn một chút. Nhưng mà thực ra khi mà đeo cái chiếc kính này lên chơi rất là sướng. Đây là các bạn nhìn nhá. Đấy, nó sẽ yêu cầu mình đặt nó lên một cái mặt phẳng này. Mình sẽ đặt lên một phẳng. Đó. Ok. Và bây giờ thì nó sẽ bắt đầu quét cái không gian nhà của chúng ta. Đây, mình sẽ quét không gian cái studio của mình. Vào game rồi. Level select. Mình chọn level 3. Chơi cho đã. Ok. Cái tầm nhìn đằng trước của chúng ta chính là cái súng của chúng ta đấy. Rồi ok, trên nhà mình đã xuất hiện lỗ. Đấy, cắt quái. Các bạn có thể né được đạn nhé các bạn nhé. Ok. Đấy, các bạn phải né này. Ok, con quái nó đang bắn mình rồi, ok, xong. Đó, chơi. Né, đó. Rồi. Chút nữa, đánh lâu lâu thì nó sẽ có boss các bạn nhé. Đó. Rồi, cái lỗ ở trên nhà của mình rất là thật luôn. Đó, các bạn có thể nhìn thấy rất là thật. Ok. Đó chính là thực tế tăng cường. Đây, mình thử để bắn cho các bạn xem. Đó, các bạn nhìn thấy không ạ? Nếu mà các bạn không né, các bạn sẽ bị bắn này. Đó. Bây giờ mình sẽ né cho các bạn xem này. Né này, đấy, thấy không? Rất là tuyệt vời luôn. Né. Đó. Đó, như vậy là mình đã biểu diễn xong cho các bạn cái tựa game này rồi. Bây giờ mình sẽ thoát ra, mình sẽ chơi cho các bạn một cái trò khác mà chắc hẳn là các bạn nam sẽ rất thích. Remove. Mình sẽ chơi một trò khác mà chắc hẳn là các bạn nam sẽ rất thích. Cái trò này mình cũng chưa nghiên cứu bởi vì nó toàn bằng tiếng Nhật. Đây, Project Rina. Bây giờ mình sẽ chọn một cái mặt phẳng. Ok. Rồi, đây chính là nhân vật của chúng ta. Rina. Vâng, bạn ấy đang ngồi ngồi trên bàn của mình đây. Mình để mình bỏ cái ghế này ra cho các bạn xem cho rõ. Đó. Đó, đó. Chúng ta có thể tớt vào bạn ấy. Thôi, tớt vào đâu thì mình khuyên các bạn là các bạn nên mua cái kính này để các bạn trải nghiệm. Còn đây mình sẽ show các bạn xem. Wow. Wow, wow, wow. Tuyệt vời. Giống thật phết các bạn ạ. Đó, đó, đó. Dã man còn ngàn. Tớt, tớt, tớt. Đó. Thôi, mình show cho các bạn xem thế thôi. Đại khái là chúng ta sẽ có một cái người thật ngồi trên cái bàn của chúng ta. Đó. Mình có thể show các bạn xem. Đó, wow. Rồi, như vậy là chúng ta đã cùng nhau trải nghiệm xong cái chiếc kính này. Và sau khoảng 30 phút trải nghiệm cái chiếc kính này thì mình thấy được là có hai cái điểm yếu ở trên cái kính này. Thứ nhất là về cái trọng lượng của nó. Thực sự là cái trọng lượng của nó, mặc dù nó chỉ khoảng tầm một nửa cân thôi, cái cảm giác đeo của chúng ta thì nó không thực sự tốt và nó rất dễ là nhanh mỏi cổ. Và cái thứ hai đó chính là cái góc nhìn của cái kính này thì thực sự nó không được rộng cho lắm. Có lẽ là chúng ta cần phải chờ đợi sang những cái phiên bản tiếp theo thì chúng ta mới có một cái sản phẩm nó hoàn thiện hơn. Còn cái sản phẩm ở thời điểm hiện tại sẽ dành cho những cái người có nhu cầu làm việc chuyên nghiệp hoặc là những cái bạn nào mà muốn mua chiếc kính này để trải nghiệm. Trước khi kết thúc video thì mình muốn gửi lời cảm ơn đến Anfab PC đã cho mình mượn cái sản phẩm này để có thể thực hiện cái video này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.